Hòa chung trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, sáng ngày 12 tháng 10 năm 2020, Ủy ban nhân dân xã Giao Thiện đã tổ chức ngày hội giao lưu khắp Thái Sường Mường lần thứ nhất năm 2020 nhằm lưu giữ và phát huy nét đẹp truyền thống sinh hoạt văn hóa của đồng bào người Thái, người Mường trong xã. Tới dự có bà Lê Thị Tâm, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của xã cùng bí thư trưởng thôn bản và 32 thí sinh là những người còn biết Khạp Thái và biết Sường Mường đến từ 6 thôn bản trong xã. Giao Thiện có 3 dân tộc anh em cùng chung sống Thái, Mường, Kinh. Với người Thái, người Mường ở Giao Thiện, làn điệu Khắp, điệu Sường luôn có mặt trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Họ có thể khắp hay sường trong ngày vui, mừng nhà mới, ngày cưới hay dịp Tết, lễ hội, hay khắp sường trao duyên và trong lao động sản xuất. Điều này giữ vai trò quan trọng để tạo không khí vui tươi ấm áp trong các buổi sinh hoạt cộng đồng. Từ lâu, khắp và sường đã gắn liền với cuộc sống của họ và có ý nghĩa rất lớn trong đời sống tinh thần của người Thái, người Mường trong xã. Để cầu khắp cầu sường luôn là nét đẹp sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào nơi đây và được lưu truyền mãi mãi, xã Giao Thiện thống nhất tổ chức một năm một lần để những người biết khắp biết sường được giao lưu, học hỏi lẫn nhau về kỹ năng cũng như sáng tác thêm các làn điệu mới phù hợp với xu thế phát triển đi lên của quê hương đất nước, đặc biệt là để giáo dục nét văn hóa truyền thống dân tộc cho thế hệ trẻ cũng như truyền dạy lại cho con cháu. Buổi giao lưu khắp Thái Sường Mường thu hút đông đảo nhân dân các thôn bản trong xã tham gia cổ vũ. Với 32 hạt nhân là người dân tộc Thái, dân tộc Mường được lựa chọn từ các thôn bản để trình diễn trong ngày hội, lần lượt được trình diễn đan xen giữa khắp Thái và Sường Mường với những làn điệu theo chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, khắp và sường giao duyên cùng các làn điệu trong lao động sản xuất, mừng ngày mùa. Được tổ chức lần đầu tiên, thế nhưng ngày hội giao lưu khắp Thái Sường Mường xã Giao Thiện đã thể hiện nét truyền thống văn hóa, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình không những bà con nhân dân mà những người biết sường biết khắp cũng rất vui mừng phấn khởi khi được tham gia. Đồng thời mong muốn các cấp các ngành phải có một chính sách đầu tư hợp lý hơn, thỏa đáng hơn và luôn quan tâm khuyến khích những người đang dốc lòng, dốc sức trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy các làn điệu khắp Thái Sường Mường xã Giao Thiện nói riêng và cả nước nói chung. Chúng tôi là những người được về tham dự để mà trình bày những bài khắp bài hát ở đây thì chúng tôi cũng rất chi là phấn khởi vì hôm nay được một buổi gặp gỡ toàn xã là có các nghệ sĩ có nhiều các bài hát đặc sắc. Vì cái này thì chúng tôi còn mong muốn sau này nữa thì xã để có cái chương trình để mà mở cái lớp cho các lớp cha mẹ đi trước để mà giảng dạy cho con cho cháu để tiếp nối cái chương trình văn hóa văn nghệ bản sắc của dân tộc. Hôm nay ngày đầu tiên là xã Giao Thiện mình tổ chức về cái văn hóa dân tộc. Cô rất là phấn khởi bởi vì hôm nay mới được ôn lại cái quãng đường của ông cha của ngày xưa để lại cho con cháu hôm nay. Thì cô rất mong muốn là sau này con cháu sẽ tiếp theo để mà giữ gìn cái văn hóa dân tộc của mình. Mong muốn thứ nhất, thứ hai nữa là cô sau này cô đang mong muốn là tiếp theo là tổ chức hàng năm về cái văn hóa dân tộc này. Với lại con cháu mai sau sẽ nối tiếp, duy trì mãi mãi. Với việc tổ chức ngày hội giao lưu khắp Thái Sường Mường của xã Giao Thiện là dịp để những người biết khắp, biết sường trên 6 thôn bản được tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm để đồng bào các dân tộc trong xã luôn nêu cao ý thức trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và phát triển nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương đất nước. Lai và tiếng ươn ao ngôi mi cũ đó chiếng tô
gần đảo lò tương lai rồi. Chính là mi tay tivi không đi bài yêu môi đại chỉ.